Một nhân vật cực kỳ bất ngờ đã xuất hiện. Chú Tư, người tài xế cũ của gia đình Anna đã bắt cóc cô để trả thù ông Nhân. Mối thù đó là gì? Tại sao lại liên quan đến cái chết của mẹ Anna? Và tại sao chú Tư lại nói cái chết của mẹ cô do chính bố cô gây ra? Mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp hơn. Liệu Tuấn Anh và mọi người có kịp đến giải cứu cho hai cô bạn không? Mời các bạn đón xem tập cuối cùng của Ý Nhỏ Lớp Trưởng phần 2. Tụi mày, con của tao sẽ có thêm người bạn tốt nữa rồi. Nè, ông làm gì vậy? Đứng lại. Bố. Biết. Biết đâu. Không ngờ mày cũng tìm được tới đây ha. Thả chúng nó ra. Thả ra. Chúng nó vô tội. Người hại mày chính là tao này. Bố, bố nói vậy là sao hả? Còn mày, nói đây kìa. Theo như định vị thì Anna ở trong tòa nhà này. Lên thôi. Phải. Bố chính là người đã tông chết mẹ con, và sau đó đã đẩy hắn vào tù. Alo, anh Tư à? Xe tôi đang chạy tới ngã tư gần công ty thì tắt máy. Bây giờ anh ra lấy xe đi sửa gấp. Tôi phải bắt taxi đi làm liền. Anh Dũng. Gì vậy anh? Chào anh. Chúng tôi đã tình nghi anh dùng chiếc xe này để sát hại bà Nguyễn Thị Thủy. Mời anh về cơ quan để điều tra. Sát hại bà chủ bị sao với anh? Anh bị hiểu lầm rồi. Tôi không có sát hại bà chủ tôi. Bà Thủy là bà chủ của tôi. Còn chiếc xe này là do ông chủ tôi kêu tôi đi sửa mà. Tôi mới giết người. Thế anh hiểu lầm rồi. Mày sao mày lớn nhẫn tâm giết hại vợ tao? Bình tĩnh. Ông bà tôi không giết người. Anh bảo chúng tôi ở đây. Tao đối xử với mày như nào? Ông chủ. Nó giết hại vợ tôi. Ông kêu tôi đi sửa xe mà, chiếc xe bị hư mà. Ông nói gì vậy? Chính mày giết hại vợ tao nhá. Thôi được rồi, để tôi lên kiểm tra xe. Tôi không có giết người. Tôi bị quen nữa. Anh cứ bình tĩnh. Sao anh? Chiếc xe vẫn hoạt động bình thường. Tôi không biết. Chiếc xe này từ ngày hôm qua đến giờ là ông lái đó. Chính mày. Mày tàn nhẫn nha. Anh bình tĩnh. Thôi được rồi. Tôi mời hai anh về đồn để chúng tôi tiếp tục điều tra. Tôi bị quan. Tôi không có giết người. Tôi không có giết bà chủ. Tôi bị quan mà. Chưa hết. Còn vợ tao. Bởi vì mày mà tự tử chết thì sao? Chưa hết đâu. Tại sao? Tại sao bố lại giết mẹ? Sao? Trả lời con mày đi chứ. Ít ra trước khi nó chết nó phải biết tại sao ba anh giết mẹ nó chứ. Được. Được. Thế thì tao chẳng cần phải giấu giếm mày nữa. Nếu mày giết chết con tao
thì tao sẽ giết chết con trai của mày với con đàn bà đó. Mày nói cái gì vậy? Thằng Alex là con của mày. Mày tưởng rằng việc mày làm phía sau lưng tao với con đàn bà đó tao chả biết à? Chứ có mày đâu? Lẽ ra tao đã tông chết thằng Alex rồi. Thôi con thay đổi cái áo của Alex đi nha. Nhưng tao lại nghiêm lắm nói với thằng Tuấn Anh. Đồ vu khống. Vu khống? Phải. Tao vu khống mày đấy. Tao vu khống mày đấy. Nó là con mình hết rồi. Tao giết mày. Thằng nghịch chúng. Mày dám binh vực bố mày à? Được. Thế thì hôm nay tao sẽ cho cả hai bố con mày cùng chết. Tao giết mày. Anh à, em trả lời anh đi anh à. Trả lời em, trả lời. Em có nghe thấy anh nói gì không? Anh à, anh à. Tôi giết con gái tôi. Tôi đã giết con gái tôi. Anna! Anna! Đâu là bờ tặng hay à. Tụi bay làm gì vậy? Rồi đó, uống một ly đi. Làm gì? Uống đi rồi ta giải thích cho. Mày phải nói là làm gì tao mới uống chứ. Bây giờ mày uống không? Đúng rồi. Để cắt duyên âm chứ làm gì. Theo những gì mà bà Kiều Ngân ba hỏi được bà pháp sư trong trường mình thì mày đang bị duyên âm theo, cho nên là mỗi lần mà mày tỏ tình với Trúc Anh là đều không thành công hết. Vậy bây giờ tụi tao đang giúp mày trục cái âm đó ra để mà đưa cái dương của Trúc Anh vô. Ôi, ông thầy về rồi. Đó rồi, xong đó, nó ra rồi đó. Về đi, về với ba với mẹ đi con ơi. Đó, nó ra rồi đó, bây giờ mày sẽ tỏ tình là dính. Tỏ tình là dính, nó đi rồi. Bây giờ nha, tao chấp chủ nhật luôn á, tao chấp cái huân chủ nhật luôn. Ra đây. Đúng rồi đó Tuấn Anh. Con hãy hẹn Trúc Anh chủ nhật tuần này tỏ tình đi. Biết đâu dính đó con. Tỏ tình thì tỏ tình. Bắt mới cho tụi bay bày ra ba cái trò duyên âm tào lao này vậy. Tao chắc chắn với tụi bay luôn, chủ nhật tuần này tao sẽ làm được. Chà, chả ai nói mày làm được. Lần nào mày cũng nói mày làm được, nhưng mày có làm được hay không? Tao á, là tao không tin tới tập cuối rồi, mà tao còn chưa tỏ tình được. Trời ơi, nhiều khi phần 5 luôn chưa tỏ tình được. Trời ơi Tuấn Anh, thời đại gì rồi? Nhiều khi bây giờ không tỏ tình á thì phần 3, phần 4, phần 5 cũng không tỏ tình được đâu con. Nhiều khi phần 3 chuyển qua tỏ tình tao không bằng. Bây giờ nè, để cho chắc chắn là uống thêm một ly nữa. Banh miệng nó ra. Tao muốn. Banh miệng nó ra. Rồi đó. Nó đi rồi đó. Trời. Nó vô rồi kìa. Giờ này mà mấy ông còn ngồi ở đây được nữa hả? Ủa chứ ngồi đâu? Biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì?
là ngày cuối cùng Trúc Anh hoàn tất hồ sơ đi du học đó. Chết rồi, nãy giờ duyên âm duyên đồ rồi giờ nó có tác dụng luôn. Coi như là cái số của mày hết tỏ tình Trúc Anh được luôn rồi đó. Duyên mày lỡ rồi đó. Thì đó. Đó. Ừ. Trúc Anh, đừng có chần chờ gì hết á, không có duyên âm gì hết, dẹp đi. Đi tìm Trúc Anh đi. Còn 3 ngày nữa là ba đi nước ngoài rồi đó. Nhanh lên. Trúc Anh đợi tôi. Này, đi đứng cho cẩn thận đi. Vết thương của em vẫn chưa lành đâu. Em chỉ bị thương ở vai thôi mà, có phải bị ở chân đâu mà anh cứ phải kêu em đi đứng cẩn thận cơ chứ. Làm như là yêu thương nhau lắm không bằng ấy. Em thì hay lắm ha, xém một chút nữa là vào tim rồi đấy. Ở đây mà còn thể hiện. Vâng, em biết rồi. Anna này, em có hất ba anh không? Không, em không có giận chú Tư đâu. Đó là chuyện người lớn nên em không muốn xen vào. Em chỉ mong rằng sau này khi ra khỏi tù, cả chú Tư và bố em, cả hai người sẽ hiểu ra rằng hận thù sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Em nói đúng, hận thù sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. À, anh Alex. Hả? Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn là anh em nha. Định đi mà không chào tạm biệt anh hả? Hả? Bộ anh chưa thấy em đủ phiền với hai người hay sao? Mà còn tính kêu em nói hai người đưa em đi nữa. Anna, bà đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn bà, nhớ gì tôi nói đấy. À, mà đi thôi, sắp đến giờ rồi, không là muộn đấy. Ăn uống đầy đủ nha. Anna. Đăng Khoa. Bà đi qua đó nhớ giữ sức khỏe nha. Tôi nhớ bà lắm á. Ừ, ông cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi cũng sẽ nhớ ông lắm á. Thôi tôi đi nha. À, mà ông nói nếu mà tôi cho phép thì dù có chuyện gì ông cũng sẽ đợi tôi đúng không? Ừ. Mày đừng có nuốt lời nha. Nhớ đợi tôi đó. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không nuốt lời đâu. Thôi tôi đi đây. Ừ. Bà đi cẩn thận nha. Nhớ nhắn tin cho tôi nha. Kiếm tôi hả? Bà hoàn tất hồ sơ rồi hả? Vậy là bà đi thiệt hả? Ừ. Hết rồi. Hết thiệt rồi. Ông nói gì vậy? Hết cái gì? Không có gì. Vậy ông có chuyện gì muốn nói với tôi không? Tới giờ này rồi nói được gì nữa. Nếu vậy thì tôi đi trước nha. Thôi, cũng là cái duyên cái nghiệp. Đừng buồn nữa, không có gì để buồn hết á. Này, không sao đâu,
Tại sao chứ? Tao thích bà vậy mà. Sao mà bà bỏ tao đi được chứ? Chưa gì mà đã nhục chí rồi. Xích qua coi. Uổng công á, bà Trúc Anh bỏ đi du học chỉ vì một người như ông. Tiếc quá. Bỏ đi du học? Ờ. Ý bà là sao? Ừ thì bà... Là Trúc Anh đã bỏ hồ sơ đi du học rồi. Ủa? Sao bà nói với tôi là bà vẫn đi du học mà? Bà nhường suất đó cho người khác thi, vì ông đó. Vậy là bà gạt tôi hả? Ừ chứ sao. Tại nhìn ông ngốc nên bà cứ lóc chóc treo ông vậy đó. Ờ, vậy là tôi hố tập 2 hả? Đúng rồi đó. Vậy là tôi phải hẹn Trúc Anh. À, ông lại tính hẹn Trúc Anh chủ nhật tuần này đúng không? Ủa, sao bà biết? Chô cha, lần nào cũng hẹn chủ nhật, ai là không biết. Vậy, tôi sẽ hẹn lại chủ nhật tuần sau. À, chủ nhật tuần sau hả? Chủ nhật tuần sau Trúc Anh đăng ký học tiếng Anh rồi. Ê, vậy là không còn cái chủ nhật nào luôn á. Đó, hồi nãy tao kêu uống thêm ly nữa không chịu nghe. Tiếc quá, chắc là cái số của ông á, không tỏ tình được với ai đâu. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Trời ơi, vậy là không lẽ tôi không bao giờ được tỏ tình hả? Có ai giải nghiệp với tôi không? Có tôi nè. Ủa, Trúc Anh. Tân Anh, tôi thích ông. Làm người yêu của tôi nha. Tôi đồng ý. Wow. Năm học mới đã tới, chợt nghe lòng phơi phới. Trường mới, bạn mới và tất cả đều mới. Những chiếc áo dài thước tha lướt qua. Ôi thật là xinh quá, vui quá. Vào một lớp mà nam còn ít hơn là nữ, mà mấy bạn còn hung dữ. Nhưng được cái là rất xinh và cũng rất nhiệt tình, nên chúng mình mới khổ bị đè đầu cưỡi cổ, bị sai vặt tùm lum. Nhất là nhỏ lớp trưởng cứ bắt mình làm gương, cứ kiểm tra bài tập, cứ không làm thì mấy cô. Nhiều lúc ăn zero, còn nhỏ thì cười hô hô. Chỉ biết chắc cái số cho gặp nhỏ chưa bồ. Đến một ngày chịu không nổi ăn gói xôi cũng không vô, cầm quyển tập trọi lên tường. Nhỏ lớp trưởng chỉ nín câm rồi âm thầm quay bước đi. Nghe thiên hạ đã đồn rằng nước mắt nhỏ đã nghẹn ngào tuôn rơi. Kể từ ngày hôm đó nhỏ cũng không la ló và cũng không thèm ngó. Để mình qua một xó chẳng còn ai chăm lo, và mình tìm thấy tự do. Nhưng lại thiếu cái gì khiến cho mình lại khó chịu. Nắng lấp lánh trên cao, bầy chim hót khẽ tiếng nói em yêu anh rồi. Vì anh ngốc anh đâu biết được, thì em cứ ngu ngơ thế thôi. Cứ lóc chóc chào anh vậy thôi đó. Và em ước mong sẽ có ngày được nghe tiếng anh yêu nói rằng I love you. Thôi thì là con trai đã có lỗi thì xin lỗi, bà đừng giận tôi nữa nha. Tôi biết lỗi rồi mà, tôi xin hứa về sau sẽ không hay nổi cáo. Ngoan ngoãn mà lắng nghe những gì mà bà xài bảo. Thông minh thường xuyên, tự nhiên ngu đột xuất. Nói ra một câu hứa để bây giờ còn thấy hổ, trở thành một thằng ngố giống như là Tino. Còn nhỏ thì là phú hộ, thọ sớm mà đồ hộ. Mua bánh tráng, mua nước ngọt, xách đôi giày, xách cái cặp. Cái gì mình cũng đặt, ôi thật là móc mặt. Chứ cái lũ con trai, chúng nó cứ đù dai. Nhỏ thì cứ ra oai, thật tội nghiệp để chơi của mình. Vậy mà bây giờ còn nãy sinh ra cái trò mới. Phát cho mình cái S-phone, xài cái sim cúp bộ. Bắt mình làm xe ôm, nhiều lúc khi nhỏ chán. Không thì làm ông tám, ngồi thâu đêm suốt sáng. Nhưng mà một thời gian tiếp xúc, một thời gian bị hành hạ, và mình đã nhận ra đằng sau cái ác ma, nhỏ thật là tốt bụng và thật là đáng yêu, giống như một thiên thần. Nắng lấp lánh trên cao, bầy chim hót khẽ tiếng nói em yêu anh rồi.
đi phút treo, bắt đầu easy style, bắt đầu thích nicker và bắt đầu thích đồ hơn, bắt đầu nghĩ vu vơ, bắt đầu biết mộng mơ, bắt đầu thích làm thơ rồi bắt đầu làm rapper. Kể từ ngày hôm đó và con mắt cứ hay dòm ngó về những nơi có nhỏ, trôi từng bước chăm lo đến đám bạn thân của nhỏ, để mọi điều chưa rõ về nhỏ giờ sẽ được sáng tỏ. Và khi màn đêm buông xuống, có một bóng đèn hiu hắt, có một người đang cặm cụi học bài vì tương lai ngày mai, và vì một người con gái không một ai chê bai vì mình là trai tài gái sắc. Ê nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhóc? Tối thứ bảy tuần này bà có bận cái gì không? Cũng không biết nữa, có gì không nè? Tôi có hai tấm vé được người ta cho free, nếu bà rảnh thì cùng đi sao hả? Tự nhiên tốt quá ha, có ý đồ gì không dạ? Không có gì hết mà phải quyết định vậy nha. Đúng 7 giờ tối không gặp không về. Chạy chút vũ treo được gần 3 tiếng đồng hồ, cả chục bộ đồ mà chẳng cái nào vừa ý. Mang giày All Star cộng theo cái áo Lacoste cùng cái quần Levi, trong mình cũng vảnh chai. Đi ngang tiệm hoa mua cho nàng một bó, xinh xinh nhỏ nhỏ thơm ngát hoa hồng. Vì hôm nay là ngày quan trọng, bấy lâu nay mình chờ mong lời tỏ tình đầu lòng, cầu mong sẽ thành công. 1 phút, 2 phút, rồi gần cả 100 phút. Biết nói gì mơ mộng, cho nhau sẽ rung động. 1 giọt, 2 giọt, rồi cơn mưa ào tới, cuốn trôi niềm phấn khởi, những hy vọng dần vơi. À, chờ 1 tiếng, rồi 2 tiếng, nhìn dòng người ra vào, tay trong tay cười nói, chỉ riêng mình thấy nhói. Rồi nghe tiếng bàn tán, có một vụ tai nạn, là một cô gái trẻ trên người đầy máu me. Chạy khắp nơi tìm kiếm, còn mong xin đừng là nhỏ nha, còn mong nhỏ đừng tới. Mình chờ đây cũng không sao, nhưng mà đến hiện trường, nhìn thấy người đang bị thương, đúng là nhỏ lớp trừ cái người mà tôi đang thương. Ôm chàng nhỏ vào lòng thật xót xa, thật ra rất đừng có bị gì nha ấy, vì mình chưa kịp cho ấy biết, mình thích ấy biết mấy, mình muốn được bên ấy, quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho ấy suốt đời. Ngốc ơi là ngốc, tôi đâu có bị gì đâu mà ông ngồi đó than khóc. Mới chập chân đi không được, tại trời mưa như chút nước, nên tôi không đến sớm được. Còn không biết mà đợi tôi dậy làm gì mà ngồi đấy mà sao? Ngốc quá dậy chờ hoài mà không thấy, thích tắm mưa ở đây lắm sao? Rồi ngày mai ông bệnh, ai làm ô xin cho tôi? Còn ai để tôi bắt nạt? Còn ai cùng tôi đi chơi? Thiệt là ngốc quá trời. Trời trời, vậy là không có sao hả? Trời trời, vậy là không có gì à? Trời trời, vậy là tôi bị lố tập 2 nữa hết trời. Thôi chết tôi rồi. Đừng có quên những lời ban nãy ông đã nói. Có biết gì không, những ngày qua tôi chờ mong mà ông để tôi ngốc trong, đúng là... đúng là đồ ngốc chứ gì. Ê ê, nhớ lập trường ơi, lại gần này nói nghe. Ê ê, nhớ lập trường ơi, người gì mà thật đáng yêu nhiều lúc, trông thật dễ thương nhiều lúc, trông thật khó gần. Mặc kệ mọi chuyện vì lòng đã thích nhau từ lâu. Ê ê, nhớ lập trường ơi, lại gần này nói nghe.